Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, con dê và xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những tài khoản mà có lẽ là các bạn cũng rất chờ đợi. Đó là team ăn thịt Guild Gaming và xoái ca bí ẩn giấu mặt. Và tất cả chúng ta có lẽ đều đang rất tò mò xem tài khoản của Guild có những đồ gì đặc biệt. Và nói về Guild thì đây là một anh chàng mà có một cái giọng nói phải gọi là cực kỳ ngọt ngào và làm cho tất cả những thiếu nữ, tất cả những cô gái mà xem livestream của anh ta đều đổ chết mê chết mệt. Và phải nói rằng Guild Gaming là một trong những anh chàng rất dễ thương. Và cho đến thời điểm này thì vẫn chưa ai biết được danh tính thực sự của Guild Gaming là ai. Tuy nhiên thì điều đó thì đối với tôi thì đó là quyền cá nhân của mỗi con người, và mỗi streamer họ có quyền được che giấu danh tính thật của mình. Và đó là một trong những điều bí ẩn làm nên cái sự hấp dẫn của Guild Gaming. Và có thể nói là trong thời gian gần đây thì sự hấp dẫn của Guild Gaming nó phải đạt đến tột đỉnh, nhất là sau cái offline vừa rồi AS Mobile. Và như đã hứa với các bạn trên fan của các bạn fan của Rikki Gaming thì ngày hôm nay mình sẽ review nick của TAT Guild. Và Guild lúc này anh ta đang ở quân đoàn team ăn thịt, và tất cả những cái mùa thẻ vô cực thì có vẻ như Guild mua khá là đầy đủ đi. Vâng, thẻ vô cực mùa trước là anh ta thậm chí có đến 908 huy hiệu, tức là đầu tư khá nhiều cho vấn đề quay súng trong xưởng chế tác. Hiện tại thì Guild đang ở rank kim cương 3. Đối với một streamer thì rank kim cương là một điều gì đó nó khá tuyệt vời rồi. Tại vì khi mà chúng ta chơi thì sẽ không tránh được chuyện là bị đối phương tấn công. Ok, về chỉ số cá nhân, số trận đã chơi thì là khoảng 4664 trận. Về tỷ lệ top 3 của anh chàng này khá ổn là 35,65%, nghĩa là chơi 10 trận thì có gần hơn 3 trận được vào top 3, và đó là một con số rất cao. Bởi vì các bạn có thể biết là khi mà chúng ta chơi trên live stream ấy, chuyện bị đá chim gọi là bay màu ác liệt luôn. Ok, về đó là một số những cái chỉ số về hồ sơ của Guild. Và Guild, cái tài khoản của Guild có một đặc điểm, đó là cái ID là rất thấp. Có thể nói là tài khoản của Guild này là một trong tài khoản rất cổ, và thậm chí là Guild còn tạo tài khoản trước cả Shadow Happy. Ok, về nhân vật thì Guild hiện tại đang sử dụng đó là nhân vật Moco. Ngoài ra thì anh ta cũng có đầy đủ tất cả nhân vật ở trong Gaina Free Fire. Cái phong cách ăn mặc của Guild này thì có vẻ là phong cách ăn mặc dễ thương. Vâng, chúng ta thấy là anh chàng này rất thích cái bộ DJ xóa. Và trong khi đó thì những nhân vật khác ăn mặc trông cũng khá là kiểu thân thiện và vui vẻ. Có một số người thì chọn phong cách ăn mặc là ngầu, nhưng có một số người ví dụ như là Guild chẳng hạn thì anh ta chọn những cái bộ trang phục rất dễ thương để mặc cho những cái nhân vật của mình. Vâng, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì Caroline thậm chí đi đôi giày thỏ rồi thì mặc cái bộ đồ này là bộ đồ bà già Noel, nếu mà tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và đây là con hàng mặc áo hồng Miguel. Và có thể thấy là Guild thì anh ta cũng chỉ chơi một số nhân vật thôi. Tuy là có mua đủ hết nhưng mà mua chỉ để lấy một số kỹ năng quan trọng. Còn lại thì anh ta sẽ chỉ chơi một số nhân vật, và đa số có vẻ như là chỉ chơi Moco cũng như là chơi Hayato rồi Masim. Các kiểu có một số nhân vật thì anh ta hoàn toàn không chơi, ví dụ như là con Nikita hay con Misha này chẳng hạn. Trong khi đó thì Kelly thì cũng có chơi luôn, Olivia thì không chơi. Và tôi sẽ lấy Olivia để review cái tủ đồ của anh ta để đỡ ảnh hưởng, để khi mà Guild vào lại trong cái tài khoản này thì bạn ấy đỡ phải mặc lại nhiều đồ. Và nói chung là cái dáng đứng của con Olivia này tôi cũng khá là thích. Ok, đây là những cái đồ đạc của Guild, và có thể nói là đồ khá ngon. Và có cái bộ mà tôi thích nhất luôn, bộ quý cô dây cót. Bộ quý cô dây cót, một cái bộ mà nói chung là cái độ hấp dẫn nó quá cao đi. Có luôn bộ hỏa phụng và tóc tiên, rồi thì mũ pha ông, tóc thả tim. Nói chung là đồ đạc là rất nhiều. Có thể thấy là tài khoản của Guild này cũng là một trong tài khoản đầu tư khá nhiều. Và anh em khi mà xem video clip này đừng quên comment ở phía dưới, giống như những video clip khác, review khác của Rikki Gaming, comment đoán thử xem tài khoản của Guild sẽ trị giá bao nhiêu tiền. Và lúc này thì đây là bộ óc ướt át, vâng, bộ tóc ướt át, vâng, một bộ đồ nó chung là nó cũng khá ướt át đi. Đây là mũ rơm hải tặc bông hồng thép, vâng, rồi cái tóc trời 10 triệu.
đồ đạc của Gil phải gọi là khá ngon lành cành đào. Còn tôi vẫn rất thích bộ Quý Cô Giấy Cót này, thề luôn. Và mỗi lần mà nhìn thấy cái tài khoản nào có bộ Quý Cô Giấy Cót này tôi cực kỳ yêu luôn. Đây là tóc Cyborg, và tóc Cyborg này thì nó khá giống với bộ bông hồng thép, không hiểu lý do vì sao. Đây là đầu giả lập chiến binh beta, nữ quái xa lộ, mặt nạ đầu phượng hoàng, rồi đặc nhiệm, rồi vương miện nữ hoàng, các kiểu đa điều của bộ đó là bộ cái bộ mà ra trong chung kết thế giới ấy. Và tôi cũng chả nhớ tên chính xác là gì. Nữ thần hoàng kim mặt nạ, một trong bộ có thể gọi là đẹp nhất tính đến thời điểm này ở trong sườn chế tác. Bởi vì cái bộ này nó nói chung là bộ nữ, nó có những cái chỗ mà nó hở rất là quan trọng. Và tôi nghĩ là Gil anh ta cũng rất thích cái bộ này. Đây là người hùng 2019 nữ, và đây là một trong những bộ mà được nhận từ cái sự kiện đó là tham gia cái giải đấu của Gaena trước đây của các streamer. Bộ vũ nữ 34 cũng là một trong những bộ mà phải nói rằng độ ngon nó là quá cao luôn. Nữ thần bóng đêm mặt nạ, và nữ thần, đây là bộ nữ thần bóng đêm, và bên cạnh thì có luôn của bộ nữ thần bạch kim nữa. Đây là nữ hoàng tốc độ. Bộ này thì quy đổi ở trong shop quy đổi thôi. Nhiều anh em cũng không biết quy đổi bộ này đâu. Nhiều anh em không biết quy đổi bộ này đâu nhá. Thì anh em nhớ vào trong shop quy đổi mà quy đổi. Và có luôn cả cái bộ mặt nạ sóng tình. Và đây là cái bộ đồ bơi. Bộ này thì nó quá hấp dẫn rồi. Bộ này thì gần như là ai cũng có, không ai có thể chê cái bộ đồ bơi này cả. Đây là chỉ huy không gian, chiến binh giả lập, áo các kiểu là điều, và áo quá nhiều luôn. Chúng ta có thể thấy là tài khoản của Gil này nó phải có đến tầm 10 đến 11 cái dòng đồ màu vàng. Nói chung là đồ đạc quá ngon. Áo thiên thần chiến tranh, sứ giả tử thần. Và không hiểu sao mặc cái bộ sứ giả tử thần này trông lại gầy đi. Và kiểu là người bị xương xương. Và thời gian gần đây có cái phong trào xương xương, và người nó gọi là xương xương. Semi casino, áo rocker, áo bóng rổ, đồ đạc quá ngon lành cành đào, áo nữ hiệp, rồi áo thỏ bông, thỏ ngốc dịu dàng. Tôi nghĩ là Gil cũng khá thích những cái bộ này, tại vì phong cách của anh ta là phong cách mà thích những cái sự yêu thích, những cái sự dễ thương, ngọt ngào, những cái sự gọi là tình cảm. Và tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên tôi xem kênh của Gil thì là tôi nhớ cái kênh, cái giới thiệu kênh của Gil là cái gì nhỉ? Yêu và thương là những lời thật mình nói với các bạn đấy, cái gì thật đấy. Và nghe rất là yêu luôn. Thì Gil cũng là một anh chàng mà cũng khá là thân thiện. Thì khi mà tôi thì tôi cũng biết là Gil đến từ cái lúc mà Gil chơi cùng với cả Starboy, với cả chơi cùng với AS Mobile, thì là cũng có vào chơi. Xong rồi mà Gil thì là một trong những người mà rất hay donate cho kênh Riakia Minh. Và mặc dù là kênh của tôi cũng không hiển thị cái donate. Ok, về áo huyền thoại thì Gil cũng mới quay trở lại cái rank từ mùa 8 thôi, nên anh ta mới có áo từ huyền thoại mùa 8. Và quan trọng nhất là anh ta có cái áo quà close beta. Vâng, bởi vì đây là một điều chứng minh rằng tài khoản của Gil là một tài khoản rất cổ. Vâng, một tài khoản rất cổ, một tài khoản cổ đại. Và thậm chí là tài khoản của Gil tạo rất sớm. Thì nếu như Gil mà tham gia vào đấu trường Free Fire từ sớm, và nếu mà Gil trở thành một streamer từ sớm, thì tôi nghĩ rằng với tiềm năng của Gil bây giờ anh ta có lẽ là phải hơn 1 triệu subscriber rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng Gil cũng sẽ sớm đạt được con số này thôi, bởi vì các video của Gil đều rất hấp dẫn, và quan trọng là nó rất tình cảm. Vâng, các video của Gil nó rất tình cảm với người xem, và nó khiến người xem cảm thấy một cái sự thân thiện. Xem video của Gil hoặc là xem livestream của Gil nó có một cái sự thoải mái nhất định, và đó là một điều rất là quan trọng. Đó là một điều rất quan trọng, một yếu tố tiên quyết để làm nên thành công một streamer. Và nhiều người thì có hỏi tôi là anh có biết mặt của Gil không? Thì nói thật là tôi không biết mặt của Gil, và thậm chí là không có ai biết mặt của Gil cả. Và đó là một trong những câu hỏi mà nó sẽ còn lặp đi lặp lại mãi cho đến ngày nào mà Gil anh ta quyết định là sẽ lộ mặt. Nhưng mà nói chung thì đó là một cái quyền cá nhân, một quyền riêng tư của những cái streamer như thế này. Có một số streamer mà họ đến bây giờ họ vẫn đâu lộ mặt đâu. Và điều đó thì thực theo mình thì không quan trọng. Quan trọng là những cái nội dung, những cái sự phút giây giải trí mà người đó mang đến cho khán giả, thì đấy mới là điều quan trọng nhất. Ok, vừa rồi thì hơi lan man, và chúng ta lướt qua một loạt các cái quần mà trông nó khá là hấp dẫn của tài khoản của Gil. Đây là giày thiên thần chiến tranh, và nói chung là giày này thì trông khá là đẹp đây. Thợ săn hoang dã, nói chung là giày ở trong Free Fire thì đến thời điểm này vẫn chưa có những cái giày nào vượt qua được cái bộ gái ngổ ngáo, cộng thêm với cả cái bộ vệ thần vừa rồi, thì đó là những cái giày mà có hiệu ứng. Trong khi đó thì một số những cái giày dễ thương khác thì anh chàng Gil này cũng rất là hay sử dụng. Thì đây là một trong những tài khoản mà có thể nói số lượng đồ họ khá nhiều. Thì tôi nhìn qua tài khoản này của Gil thì tôi tạm gọi là định giá tạm là tài khoản của Gil trị giá khoảng 100 củ. Vâng, 100 củ khoai anh em nhá. Và còn ví dụ như là anh em có những cái dự đoán nào, và anh em yêu quý Gil, anh em
anh em có thể dự đoán tài khoản của Hugh nó vài trăm. Và đôi khi thì cái giá trị của tài khoản nó không chỉ đến từ cái lượng tiền mà họ nạp vào, mà đôi khi là cả sự yêu thích đến từ khán giả nữa. Về bộ những bộ đồ áo liên quân ta có thể vừa thấy đó là thỏ ngọc này, rồi thì bộ thỏ ngọc này, rồi bộ khủng long hường, rồi bộ phượng hoàng các kiểu. Bộ khủng long hường nó khá hợp với cả phong cách của Hugh luôn. Và chúng ta cùng đổi qua một con nhân vật nam để xem đồ nam có gì đặc biệt. Và đây là con hàng mặc áo hồng, và con hàng mặc bộ đồ hồng trông rất khiếp. Đây là bộ chiến binh, rồi lôi nhện, rồi mũ first tuxedo. Tôi rất thích cái bộ tuxedo này, trông nó rất là lịch sự, mũ lãng khách. Nói chung là đồ nam của Ghi cũng khá là nhiều. Bộ vẹt xanh, bộ này trông mặc nó khá hay ho. Mỗi tội là cái hai cái bên của nó thì nó sẽ khá là vướng. Cái bộ màu hồng, cái bộ con hàng mặc áo hồng này thì không biết là bao giờ nó sẽ được bán lại trong Free Fire. Bởi vì đợt trước thì tôi cũng chưa sở hữu được ở trong cái vòng quay đó. Và lúc này thì đây là mũ rơm hải tặc, vâng, đúng chất của Luffy luôn. Đây, tóc phong cách gangster, nhưng mà có lẽ là Gil anh ta ít khi mặc phong cách gangster này. Và chúng ta có thể thấy là không có thẻ vô cực mùa 1 và không có thẻ vô cực mùa 2 luôn. Bởi vì là Gil mãi cho đến khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2018 thì anh ta mới bắt đầu sự nghiệp làm YouTuber của Free Fire. Thì nói chung là cũng chỉ trước tôi khoảng vài tháng thôi. Đây là mặt nạ kẻ thanh trừng, rồi thì đầu chàng trai băng giá, rồi các kiểu là điểu vệ thần hoàng kim, còn quá ngon luôn. Đó là trong thời gian gần đây thì Gil anh ta đầu tư vào tài khoản của mình khá nhiều. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà khiến cho game thủ rất thích. Nói chung là game thủ cũng sẽ rất thích được chiêm ngưỡng những cái tài khoản khủng. Đây là đầu tuần lộc, và tôi phải nói là cái đầu này trông quá quái dị luôn. Đây là một cái đầu mà tôi không bao giờ dùng ở trong Gaina Free Fire. Tại vì cảm giác nhìn là tôi cứ thấy nó sợ sợ. Tôi kiểu như là có ai đó bẻ đầu con hiêu ra xong gắn lên đầu của mình vậy. Vâng, nghe khá kinh. Và đây là đầu sơn tinh. Bộ sơn tinh này nó giống bộ tiểu tiên, nó sửa lại có một tí. Gaina hơi lười. Đây là mặt nạ Viking, tôi thấy hôm trước trong tài khoản của Ice Mobile cũng có mặt nạ Viking này, thì ở đây cũng có tài khoản Viking luôn. Và đây là vệ thần bạch kim mặt nạ mũ sấm sét. Và như vậy phong cách chơi của Gil khá giống của tôi, tại vì tôi khi mà nhận được cái sự kiện của Gaina thì cái sự kiện hôm trước thì cũng là bộ sấm sét, cũng là cái mũ sấm sét. Như vậy là tôi và Gil là cũng gọi là có tí đồng điệu đấy. Tôi với Gil gọi có tí đồng điệu đây anh em ạ. Và đây là áo thợ săn phù thủy, rồi thì áo đặc vụ bức cạc, và đặc vụ bắc cực. Và không hiểu sao cứ đến cái đấy là mình rất hay đọc là bị nhịu nhá. Và đôi khi là mình đọc nhịu nhiều quá. Đây là vệ thần hoàng kim áo, và tôi rất thích cái bộ này, thề với các bạn luôn. Ok, như vậy là hôm trước thì chiến binh rừng xanh là bị cầy thiếu đôi giày. Có lẽ là Gil anh ta cũng khá bận rộn nên là cũng không có đủ thời gian để cầy full cả bộ đó. Đây là áo tuxedo, hôm nay tôi có nói là đây là một trong bộ rất đẹp rồi. Chúng ta có thể thấy là tài khoản Gil đồ đạc rất nhiều áo người đẹp, các kiểu con đá điểu, đồ vật, rồi sơn tinh, thủy tinh. Rồi thì đây là bộ tướng cướp 34, là một bộ khá là đẹp mắt. Và cái bộ vũ nữ 34 thì đẹp hơn. Và áo khoác hoàng gia thì có thể thấy là bắt đầu từ mùa 8 thì Gil mới cầy rank nhiều. Vâng, đây vẫn là cái áo quà close beta đây, một cái áo rất hiếm mà các bạn bây giờ thì không còn nhiều tài khoản sở hữu được cái áo này đâu. Vì đa số những tài khoản mà khi mà bắt đầu chơi từ close beta sang thì bây giờ có lẽ là họ đã không còn chơi game nữa. Ngược lại thì một số những cái tài khoản mà mới tạo thì sẽ không bao giờ có cái áo này, mặc dù cái áo này nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên thì những cái tài khoản mà có cái áo này nó có một cái điều gì đó mà nó vẫn khác biệt so với những cái tài khoản khác. Và tôi cũng khá là bất ngờ, tôi cứ nghĩ là cái tài khoản của Hugh thì nó phải từ tầm tháng 8, tháng 9 cơ. Tức là số nó phải bắt đầu bằng đầu số 4 hoặc đầu số 3. Tuy nhiên thì khi mà mở account của Hugh ra và tôi biết, tôi nhìn thấy cái số là 10004.000, 45.000 bao nhiêu đó, thì tôi mới nhận ra là tài khoản của Hugh thực ra một tài khoản rất cổ. Và nếu như là một trong tài khoản cổ nhất ở server Việt Nam thì đó là tài khoản của Starboy. Thì đó là tài khoản thứ 273 của server. Còn ví dụ như tài khoản Ria Gaming của tôi là tài khoản thứ 4.759 server, thì tài khoản của Gil nó chỉ rơi khoảng 45.000, tức là nó là một trong tài khoản rất sớm nếu như tính trên số lượng là mấy chục triệu tài khoản Free Fire tính đến thời điểm hiện tại ở server Việt Nam. Ok, trở lại phần review thì đây là DJ Xóa, và vừa rồi chúng ta có qua lướt qua cái giày của DJ Xóa. Đây là giày Garena, và cái bộ này thì nó ra mắt hồi chung kết thế giới, cái giày DJ Xóa này. Về đồ áo liên quần thì là bạch tuộc baby, như vậy là anh ta có cầy sự kiện Halloween ở trước. Và đây là Lego
Men, một trong bộ đồ bạn mở khá tốn mới ra được. Hòm súng có thể gọi là khá nhiều đi, và hòm súng thì thừa thãi khá nhiều, thừa mười mấy hòm súng, có vẻ như là Gil anh ta cũng đã full hết súng rồi và anh ta cũng không mở làm gì. Thậm chí là có 15 cái quà 8 tháng 3 anh ta cũng không mở luôn. Vâng, số hòm là khá nhiều. Có một cái hòm rực lửa đây, hòm thiêu đốt, và nó có khả năng ra được cái bộ đó là cái bộ chiến binh tận thế, nhưng mà Gil có lẽ là bận việc quá, chính anh ta cũng quên rồi. Hy vọng là nếu xem lại video clip này thì Gil sẽ vào và mở ra. Vâng, gói thì nữ hoàng sinh tồn là bị thừa này, kẻ thanh trừng bị thừa một bộ, rồi sát thủ sinh học bị thừa một bộ, rồi ngay cả bộ hỏa phụng cũng mở ra hai bộ luôn. Vâng, phải nói là cái vòng quay may mắn nó khá là khắc nghiệt với thanh niên Gil Show này. Vâng. Tôi thấy IS Mobile hay gọi là Gil Show. Vâng. Ok, chúng ta hãy đến với cái phần đó là trợ thủ. Vâng, để xem là trợ thủ của anh chàng này thì sử dụng trợ thủ gì. Hiện tại anh đang sử dụng đó là con báo. Và cái con báo này thì nó có lợi thế là nó sẽ tăng cho chúng ta cái thể tích của dung lượng chứa đạn. Tôi thì tôi không thích con gấu trúc cho lắm, tại con gấu trúc thì nó, tôi cảm giác con gấu trúc nó cũng không có quá nhiều lợi thế. Vâng, con mèo của anh ta tên là bé yêu của Gil, trong khi con chó tên là Tevon. Vâng, Tevon đi. Con thám tử Panda và con báo bóng đêm thậm chí còn chưa đặt tên. Và con thám tử và con, tôi nghĩ là anh ta đang chọn một cái tên ở đấy. Vâng, tôi chọn một cái tên ở đấy. Thế sao không đặt tên ví dụ như AS Mobile cho con báo nhỉ? Vâng, quá hợp lý luôn. À, chúng ta hãy cùng nhau đến với bộ sưu tập để xem phong cách ăn mặc của Gil là gì. Đây là nền thì anh ta, ảnh thì anh ta sử dụng con Moco. Trong khi đó thì ba lô, sử dụng ba lô rất dễ thương, đó là ba lô tuần lộc. Về hòm sắc thì sử dụng hòm sắc mặc định. Vâng, tức là Gil vẫn rất thích cái hòm sắc mặc định này. Dù chèo thuyền trên không, dạo này chơi game hải tặc nhiều và sao rất thích chèo thuyền trên không, ván lướt và cuộc tấn công màu vàng. Đây là súng và đây là kim sư điểu, đó là khẩu M4A1, có vệ binh ngân hà vĩnh viễn, có thảm họa, và bây giờ anh ta đang sử dụng khẩu thảm họa. Tại vì khẩu này tăng tốc độ bắn, tôi sẽ sớm có một video phân tích về cách các game thủ nổi tiếng họ sử dụng súng như thế nào. Đây là AWM báo đốm, tất nhiên rồi, khẩu này mạnh nhất trong tất cả khẩu AWM. Đây là M1014 đôi mắt tử thần. Như vậy là cách sử dụng shotgun của Gil khá giống với cách sử dụng AS Mobile, tức là đặt nặng vào tốc độ bắn đối với những khẩu shotgun. Vâng, với những khẩu shotgun thì tốc độ bắn là một điều rất quan trọng, bởi vì các bạn có thể dễ dàng bắt bài đối phương với tốc độ bắn cực nhanh của mình. Về AK cũng rất giống với AS Mobile, đó là sử dụng AK dòng lửa là khẩu AK chính của mình, tăng sát thương và tăng tốc độ tấn công. Ok, về UMP thì khác so với AS Mobile này. AS Mobile sẽ sử dụng những khẩu mà nó có nhiều đạn, trong khi đó thì Gil anh ta quyết định là sẽ sử dụng đó là khẩu thảm họa với sát thương và tăng tầm xa. Trong khi đó thì MP5 thì cũng là sử dụng tăng tốc độ bắn. Như vậy là Gil là một người rất thiên về các súng có tốc độ bắn, Ska đẳng cấp Titan, và như vậy bộ Ska của anh ta vãi hàng của đại bàng luôn, không thiếu một khẩu Ska nào. Và với cái bộ Ska này thì anh ta cũng tập trung vào tốc độ bắn. Như vậy là với cả súng tiểu liên lẫn cả súng trường thì Gil rất tập trung vào tốc độ bắn. Với tầm súng bắn tầm xa như VDS thì anh ta đặt nặng ở vấn đề sát thương. Như vậy khẩu súng trường Groza cũng là tốc độ bắn. Về trong khi đó thì khẩu MP40 thì lại khá giống với AS Mobile, tức là tăng sát thương của băng đạn lấy từ khẩu MP40.Z. Và có lẽ là anh ta, có lẽ là đây cũng là một cái sự lựa chọn mà nó vừa giống lại vừa khác với AS Mobile. ISKS sao hỏa tăng tốc độ thay đạn, trong khi đó thì tốc độ bắn của M249 màu hồng là mạnh nhất rồi. Hiện tại cũng đang dụng khẩu FAMAS đại dương. Và trong khi đó thì anh ta có luôn cả khẩu bám mật nhật, có luôn cả hư không, có luôn cả thiên lôi, tức là có luôn đủ cả bộ này. Tuy nhiên thì anh ta đang sử dụng khẩu hư không với việc tăng tốc độ bắn. Thì tôi nghĩ rằng Gil đang ở trong một cái quá trình test xem cái khẩu này nó có ổn hay không. Về khẩu SPAS 12 thì shotgun vẫn giống như AS Mobile thôi, đó là tăng vào tốc độ bắn. Thì cái shotgun tăng tốc độ bắn là một trong điều rất quan trọng, và thời gian ở đây các em thủ họ rất là chuộng dùng cái này. Về liệu thì anh ta dùng liệu cá mập, như vậy là khác với AS Mobile. Tài khoản AS Mobile thì dùng đó là bom băng. Vâng, về xe cộ thì nói chung là khá đủ rồi. Vâng, về xe cộ thì có lẽ là Gil cũng khá là tươm và khá là nhiều xe cộ để mà đi. Chúng ta hãy cùng nhau ngó qua cái đội TAT này. Và đây hình như là lần đầu tiên tôi review một tài khoản đến từ quân đoàn Team Ăn Thịt. Và TAT Gil, thành viên của quân đoàn này. Trong khi đó một số cái tên khá là nổi tiếng, ví dụ TAT Neo Kute. Đây, Starboy VN, các bạn có thể thấy cái số ID của Starboy VN là 1000273, nghĩa là account của Starboy VN là tài khoản thứ 273 của server, một trong tài khoản cực kỳ cổ. Và không biết là nếu như tôi mượn account của Starboy VN thì anh ta có cho tôi mượn hay không. Đây là Hà Hà xinh gái và đang là kỳ
cựu của team ăn thịt. Trong khi đó thì đây là tỏi blue, tỏi. Trước tôi hay có một vài lần xem tỏi thi đấu cho đội hình của TAT. Và lúc này thì chúng ta vẫn đang có thấy những cái tên như là Duyên Nè, rồi TAT Boss VN, rồi Win P, rồi thì Sam, rồi thì TAT Mễ Mễ, và những cái tên mà nó khá là nổi tiếng đây. Và đó là quân đoàn team ăn thịt, và Gil cũng đang là một trong những kỳ cựu là team ăn thịt này. Và team ăn thịt này họ chỉ có một quân đoàn thôi, còn tất cả những quân đoàn team ăn thịt khác thì nó lại không đúng cho lắm. Ok, và đó là tài khoản của soái ca bí ẩn giấu mặt Gil Gaming. Và nếu như đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Real Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Và các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình biết là các bạn muốn mình review những cái tài khoản nào. Mình sẽ cố gắng là có thể đi hỏi và mượn những cái tài khoản của những cái người nổi tiếng đó. Hoặc là nếu các bạn có nhu cầu, các bạn muốn mình review account của các bạn chẳng hạn, thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể xem xét và có thể cân nhắc để có thể làm những cái video để kỷ niệm với các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video review account lần sau.